sao mình không quay em quá chịu nữa. Chị không ghen vô rồi mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì hôm nay các bạn cũng có mặt ở đây. Tại đây những người xinh đẹp nào. Đây là Diễm này, đây là Tuyền này, đây là Seven. À, đây là Diễm My. À, lộn. Mình đâu. Tên ở nhà là Diễm My. Hay chọc giấy xong rồi gọi Diễm My luôn. Đó, Minh Châu nha. Đây, đây là thành viên 4 bạn trong team của Hen. Nhưng mà lên chị. Hôm nay dẫn các em đi theo để cổ vũ chị Diễm thì cảm xúc của Hen sao mà mình suy nghĩ sao để mình dẫn các bạn đi theo? Nói chung là mình muốn khi mà mình giống như là các bạn á, giống như là những cái người mà đầu tiên mà Hen mang một cái trọng trách là cùng các bạn để xây dựng hình ảnh, nên là Hen kiểu như cảm giác rất là quý và coi các bạn giống như là thành viên mới của mình. Tất cả những cái điều mà chia sẻ, ví dụ như là khi mà lên sóng á, mọi người làm việc rất là tập trung, nhưng mà khi mà ở ngoài bình thường đi ăn hay là đi uống với nhau hay là tập luyện thì mọi người giống như là chị em và thân thiết với nhau. Có những cái điều rất là thú vị từ các bạn này mà Hen sẽ từ từ khai thác và chia sẻ cho khán giả qua những cái vlog của Hen trong thời gian tới. Nhưng mà sắp tới thì chắc sẽ có những cái gọi là loại trừ đó, thì cái cảm giác như là thôi một cái rồi. Loại trừ là một cái cảm giác mà Hen cảm thấy là kinh khủng nhất, tại vì mình không muốn ai đi về hết, mình muốn là tất cả các bạn đều có mặt ở đêm chung kết. Rồi cảm ơn nha, cảm ơn nhiều nha. À, để mình qua Kim Duyên nha. Dạ, chúc Kim Duyên sẽ đạt được vị trí gọi là cao ở tại Hội Học Mạnh Vũ. Hôm nào chị mượn Thiên Tâm đen chụp hình đi chị. Được. Nhớ chị. Ok. Thật sự thì em thấy Hen có nhiệt huyết rất là nhiều trong team của em, nhưng mà Hen chăng á, có nghĩa là Hen hướng dẫn của em rất là quyết tâm trong cái The Best Band Tonight. Lỡ như mà Hen có chọn em vô vòng loại ví dụ như vậy thì em có trách Hen hay là như thế nào không? Dạ, cái đó là do chính bản thân em, nếu mà em làm không tốt thì mình có vô vòng loại hay không thì cái đó là điều đương nhiên, và em cũng là ủng hộ Hen, cũng là quyết tâm của Hen. Của em. Xin chào mọi người, em tên là Kiều Diễm và trong team của chị Hoàng Hen nhé, trong chương trình The Best Band Việt Nam 2021. Thật sự khi mà tụi em được ở trong team của chị Hen, em cảm nhận được là đó là một sự may mắn, bởi vì không chỉ trong chương trình mà chị Hen còn truyền đạt và chỉ dạy tụi em rất nhiều thứ từ trong công việc và cuộc sống. Và thực sự là em cảm thấy khi mà mình làm được làm việc với chị Hen á, mình được truyền cái lửa và cái nỗ lực cũng như là những cái kiến thức cần thiết cho để chuẩn bị thật tốt cho các vòng thi. Và sau chương trình thì em nghĩ là tụi em sẽ là những người có thể bứt phá hơn, có thể làm một phiên bản tốt hơn, và em có thể nhìn nhận mọi thứ trong cuộc sống một cách bao quát hơn và cảm thấy tốt hơn. Và wow. Em mong là mọi người sẽ ủng hộ cái team của em nha. Bạn kế tiếp. Em cảm thấy chị là một người rất là tận tâm và nhiệt tình. Đôi khi các chị có hơi nghiêm túc nhưng mà em thấy cái điều đó là rất là đúng. Và thật sự là em rất là vui khi được vào team chị Hen và có một cái gia đình mới. Em rất mong là mọi người sẽ ủng hộ team em và chị Hen nhé. Còn Leo Việt Nam. Mình là Stephen thì mình cảm thấy rất là vui khi được và may mắn khi được vào team chị Hen, và chị Hen đã dạy cho mình rất là kỹ năng rất là nhiều, và mình còn cảm thấy mình còn rất là nhiều thiếu sót và mình rất là biết ơn chị Hen đã rất là nhiều. Cảm ơn mọi người. Cái tập đầu thì team mình chiến thắng thì cảm xúc của các bạn ngay tập đầu như thế nào? Wow, tuyệt vời, tuyệt vời luôn anh ơi. Và tụi em rất là thật sự khi mà chiến thắng tập đầu, tụi em giống như là cảm giác muốn khóc luôn, khóc nức ra luôn chị vậy nhé. Thì team đã cố gắng rất là nhiều và cũng đã cảm ơn anh thật là nhiều để dẫn team đến được chiến thắng hôm đó. Thì có những cái kỷ niệm nào đặc biệt trong quá trình quay The Next Phase Việt Nam của các bạn, mỗi người chia sẻ một kỷ niệm đi ha. Còn kỷ niệm của em á, thì thật sự ra thì em ở trong The Next Phase em không có ngủ, có nghĩa là đi quay xuyên suốt 20 mấy tiếng em không bao giờ ngủ được hết á, nên em đi cặp phá mọi người rất là vui. Và đó kỷ niệm đáng nhớ của em khi mà đi quay về The Next Phase, em rất là vui vẻ với nhau. Cái gì nó ép phi vô được. Hồi nãy em nói cái việc dễ vậy, em cũng suy nghĩ. Đây là tiền của ai đây? Dạ, tiền của em. Em chờ tới bao giờ luôn đúng không? Dạ.